Bạn yêu cầu thì tinh tế có. Khi mà mình đến Tây Ban Nha kỳ này thì cái yêu cầu mà mình nhận nhiều nhất là kiếm một con HTC One về để review. Thì bây giờ chúng ta đang có một cái HTC One ở đây. Mình đang ở gian hàng của HTC tại Mobile World Congress và chúng ta có rất là nhiều cái máy One. Ở đây chúng ta có một cái máy One màu xám bạc. Ở đây là một cái máy One màu đen. Mình thích cái máy màu xám hơn. Thì mình sẽ giới thiệu về cái máy này. HTC One là cái sản phẩm mới nhất của HTC và nó là sản phẩm cao cấp nhất của cái hãng này. Ở đây thì One có thiết kế rất là đẹp. Trước khi mình nhìn thấy One thì mình liên tưởng nó tới cái máy ROG của Motorola hay là cái máy Z10 của BlackBerry. Nhưng mà khi mà nhìn thực tế thì cái One này thật sự là cái sản phẩm đẹp nhất trong số những cái máy mà nó được so sánh, kể cả Z10. Ở trên Z10 thì bạn thấy là nó có vuốt, nó bị vuốt từ cái mặt này xuống và đáy xuống, tạo cảm giác nó hơi xấu một xíu. Còn cái One này nó phẳng, hoàn toàn phẳng đều. Ở đây thì chúng ta có những cái cảm biến mà HTC trang bị. Có cái camera phụ đằng trước và toàn bộ hai cái mặt phần trên phần dưới tất cả đều bằng nhôm, và đây là một cái mặt kính rất là sắc sảo. Bạn thấy là những cái lỗ này được HTC họ làm rất là kỹ, thì cần một lỗ hỏng hay là một lỗ bị lệch cũng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của cái kính này, của cái sản phẩm này. Do vậy là các bạn thấy là HTC họ chú trọng rất là nhiều cái sản phẩm cao cấp nhất của họ. Bạn thấy cái lỗ này đó, những cái lỗ cực kỳ chi tiết và không có một lỗi nào cả. Vậy những cái lỗ này làm gì? Nó đóng vai trò định hướng cho hai cái loa. HTC gọi là sound bomb. Ở trên đỉnh và đáy máy bạn đều thấy là chúng ta có những cái hai cái phần lỗ loa trên và dưới để giúp cho cái tiếng loa của sản phẩm này to rất là nhiều. Ở đây mình đang ở cái triển lãm rất là ồn ào, mà khi mà mở cái bài nhạc lên thì mình vẫn nghe rất là rõ ràng. Đây là cạnh bên phải. Cạnh bên phải thì bạn có một cái khe lấy sim như truyền thống thôi, một cái lỗ để chúng ta lấy sim vô, sim micro sim chưa phải là nano. Trong kỳ này thì mình chỉ thấy có Asus là họ sử dụng cái nano sim mới. Dưới đáy thì chúng ta có một cái cổng micro USB để sạc luôn, và cái mic. Đó, ở đây là cái mic chính để gọi điện. Đây là cạnh bên thì bạn thấy là chúng ta có cũng làm từ kim loại, cũng làm từ nhôm. Và đây thì mình có cái phím tăng giảm âm lượng. Cái phím này gần giống như cái phím của Asus. Gần giống như cái phím của Asus với cái đường vân nó bắt chéo vào giữa như thế này. Đỉnh máy. Ở đỉnh máy thì mình có một cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Và cái nút nguồn thì thiết kế màu đen ngược với lại cái lớp vỏ màu bạc này. Ở mặt sau chúng ta có camera 4 chấm mà HTC gọi là Ultra Pixel. Có đèn flash LED. Có một cái mic. Cái mic này thì đóng vai trò là mic phụ giúp cho cái tiếng thu tiếng, giúp cho tiếng của chúng ta nghe rõ ràng hơn khi thoại. Và HTC cũng gọi nó là tính năng âm thanh HDR, chứ không phải là chỉ có hình ảnh HDR thôi mà có cả âm thanh nữa. Mặt sau thì cũng có logo HTC, rất là đẹp. Beat Audio. Khi mà nhìn thấy cái đường cắt này mặt sau thì mình hình dung đến cái Parkphone Infinity của Asus mới được giới thiệu, nhưng mà HTC thì giới thiệu trước. Thật sự cái sản phẩm này rất là đẹp, mình không nghĩ là HTC lại có thể thiết kế một cái máy đẹp như vậy. Ngày xưa thì cái máy HTC thường đẹp nhưng mà nó không có đến nỗi cao cấp và hình dáng như vậy. Rất đẹp. Đây là cái máy cũng khá là mỏng và nó bò ở đây. Mình không cầm được vào cái máy. Mình không cầm được cái máy để biết là cái cảm giác cầm như thế nào, nhưng mà có vẻ như nó hơi bị cấn một xíu, gần giống với Z10. To hơn rất là nhiều. Ở mặt trước thì HTC họ không sử dụng các cái phím truyền thống của Android mà họ chỉ có phím Home và phím Back ở đây. Đây logo HTC không có tác dụng gì cả. Tất cả các thao tác trên màn hình cảm ứng. Thì cái phím Back của HTC nó hơi bị ngược so với bình thường và mình phải mất một xíu thời gian để mình làm quen với nó. Ở đây là cái giao diện chính của Zen 5. Nó có tính năng BlinkFit. BlinkFit sẽ tích hợp tất cả những cái tin mới nhất. Đó, bạn thấy là vừa rồi, cách đây một tiếng thì Asus có giới thiệu cái format và bây giờ nó đã có ngay là kia này rồi. Và bạn có thể tùy chỉnh đó, tùy theo những cái mục mình muốn. Ví dụ như ở đây mình đặt tin mới là tin công nghệ gì đó, thì tất cả đều có thể tùy chỉnh ngay trên màn hình. Khi mà bạn mở máy lên là bạn đã thấy tin mới rồi. Chúng ta không phải vào bất cứ cái chương trình nào khác. Đây là cái phần demo của HTC. Đó. Chúng ta có thời tiết, tất cả rất là đơn giản so với cái giao diện từ trước giờ, giao diện Zen trước giờ của HTC.
mặc định thì bạn chỉ có hai màn hình và tất nhiên bạn có thể tùy biến thêm, nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ hai màn hình là quá đủ. Có thể điều khiển nhạc, Play Store và giao diện camera mới. Mình có một số cái tấm hình từ camera này đó, bạn thấy. Trong cái môi trường rất là tối như thế này, cái máy quay của mình cũng gặp khá nhiều khó khăn, vậy mà cái máy này vẫn, bạn thấy chi tiết trong bức hình rất là ấn tượng. Máy đang quay phim. Đó, chúng ta tắt chế độ Zoe, chúng ta chuyển về chế độ thông thường. Rồi. Rất là ấn tượng. Mình có một vài tấm hình thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Ở đây là cái giao diện mới của C5 và chúng ta sẽ vuốt từ dưới lên, từ trên xuống chứ không có vuốt ngang nữa. Những cái icon mới cực kỳ đẹp và đơn giản. Thật sự họ cũng gom lại những cái này vô. Bạn thấy là trong phần setting HTC cũng đổi mới rất là đẹp. Android 4.1.2 chưa phải là 4.2 chính thức và HTC Sen 5.0. Rất đẹp, rất thanh thoát. Có phần transfer content mới, backup reset mới luôn. Chúng ta có thể lấy nội dung. Cái phần gesture. Kit mode. Đây là cái tính năng điều khiển TV mới mà HTC họ nhấn mạnh vô. Hiện tại thì chưa biết là cái remote này có hoạt động với Việt Nam hay không. Đó, Sony TV ở đây. Cái giao diện gallery mới luôn. Chắc là anh khi mà về Việt Nam thì anh Hiệp anh sẽ làm chi tiết hơn những cái giao diện của HTC Sen mới, trên Sen 5. Bây giờ thì mình tiếp tục mình đi kiếm những sản phẩm khác để mình trên tay. Xin cảm ơn các bạn.